ngay lập tức. Sau đó Estrada thường công hay tạo ra những tình huống ra đòn đáng kể thì là vô cùng nguy hiểm. Anh đã có lúc thời gian và cú knock down. Magandang araw mga kabusing at welcome back sa ating Muntin Channel. Ang kakaibang galawan ng Pinoy na malametrix kung makailag sa suntok ng kalaban kung saan pinaglaruan lamang nito ang Noe former Muay Thai champion at pinakita ang pinagbabawal na taktik ni Manny Pacquiao. Sa nakaraang December 10 ay napadayong nga itong tubong San Andres Quezon na si Janjan Estrada sa Vietnam. Sa mga hindi nakakilala nitong si Estrada, lumalaban ito sa featherweight division na mayroong ring record na 15 wins, 10 losses and 14 knockout. Hindi na rin bago sa ating kababayan na mapadayo sa teritoryo ng kalaban, gaya na lang sa laban nito sa bansang Russia, kung saan pinakita nito sa kanyang kalabang hometown boxer ang kakaibang galawan at ang angas nito sa ibabaw ng ring. Пошел вперед, филиппинец. А вот здесь опасно. И капа выпала у Владислава Красношейна. Так корпусом. Нет, друг, в сторону! Огрызается ударом справа. Держится, я уверен. Он показывает, что... Di rin basta-basta ang lakas nito na kung ating tingnan ay parang mahina lang, pero pag makatama ay sasayaw talaga ang kalaban. Sa latest fight nito sa Vietnam ay nakalaban nito ang Noe former Muay Thai champion na isang Vietnamese na ito pa ang kanyang unang laban sa pro at may edad na 26 years old. Kung ating tingnan itong Vietnamese ay may pagkaastig at palaban na kung saan itong ating kababayan naman ay walang duda na nasasaktong kondisyon ito na kung saan pinakita nga nito sa kanyang kalabang Vietnamese na mali ang pinasok nitong laro at mas lalong mali na siya ang piniling makalaban sa kanyang pro boxing debut. At ito nga po ang naging highlight sa kanilang laban mga kabosing. Đó là Thái Hoàng Huy và John John Estrada. Ở trong chỗ này, Thái Hoàng Huy đại diện của Việt Nam là võ sĩ góc đáy đỏ. Anh thi đấu với... Khi đó thì John John Estrada, đối thủ của Thái Hoàng Huy đã là một võ sĩ có 26 trận đấu nhà nghề với 15 chiến thắng, trong đó 14 cú knock out. Như chúng ta có thể thấy, ngay từ đầu trận thì Estrada đã tìm cách bào thể lực của Thái Hoàng Huy với những cú body shot. Còn tới từ Estrada, võ sĩ người Philippines đã nhanh chóng cho thấy được ưu thế của mình trước Thái Hoàng Huy, người bị đánh giá thấp hơn. Nhưng Thái Hoàng Huy cũng đang thể hiện được tinh thần của mình. Như chúng ta có thể thấy thì những cú body shot, những cú móc tầm gần của Estrada là vô cùng nguy hiểm. Anh đã có lúc thời gian và cú knock down đầu tiên. Knock down đầu tiên của Fortune of War đến từ John John Estrada ở 1 phút 30 giây của trận. Thái Hoàng Huy đã thể hiện sự tự tin của mình trên trận khi anh cho rằng mình có lợi thế về tuổi trẻ, anh trẻ hơn đối thủ 6 tuổi. Nhưng quả thực là vào lúc này trên võ đài, chúng ta thấy được sự bất lợi của Thái Hoàng Huy, võ sĩ mới chỉ có 2 năm tuổi luyện boxing. Sau 5 năm thi đấu Muay Thái, Estrada những pha ra đòn đầy sức nặng. Estrada liên tục tung ra những đòn đấm không ngơi nghỉ, khiến Thái Hoàng Huy chậm lại rõ rệt. Đã có một vài tình huống phản đà. Trận đấu giữa Estrada và Thái Hoàng Huy là màn so tài khá chênh lệch về nhiều mặt dành cho Thái Hoàng Huy, nhưng nó là một cơ hội rất tuyệt vời để anh có thể cọ sát, để có thể có những trải nghiệm với những đối thủ mang đẳng cấp châu lục và qua đó cải thiện bản thân. Bên cạnh đó, Fortune Sông Bùa cũng ra đời với mục đích rất lớn đến từ Thái Hoàng Huy và Estrada. Vừa rồi là một cú tay sau, đòn đấm thẳng chính xác đến từ Estrada. Như Mr. như ông Lim Song khiến anh phải ngã xuống sàn và trọng tài Nhật Lệ buộc phải đến với Hoàng Huy. Một tình huống ngọc dưới rất nặng tới từ Estrada và kinh nghiệm và cách anh ta né đòn cho thấy được sự tự tin rất lớn của võ sĩ người Philippines. Và vừa rồi là một cú móc bụng rất nặng đến từ Estrada. Đều là những cú đấm khá chính xác với tốc độ cao. Estrada hiểu rằng cơ hội tấn công của Hoàng Huy là không nhiều nếu anh tiếp tục duy trì áp lực như hiện tại.
Estrada vẫn đang thi đấu rất thoải mái, trong khi đó Hoàng Huy vẫn chưa thể tìm ra một phương án tấn công hay phản công hợp lý. Như chúng ta có thể thấy, chị Estrada ưa thích những tình huống áp sát và tấn công liên tục. Trong khi đó, nếu gặp những tình huống tấn công đáp trả của Thái Hoàng Huy thì võ sĩ người Philippines này tỏ ra rất tự tin, chỉ dùng các tình huống tránh né mà không cần phản công ngay lập tức. Sau đó, Estrada thường đã có quá nhiều kinh nghiệm như là Chuchon Estrada, thì anh đang vượt trội hoàn toàn không chỉ về mặt chuyên môn mà còn về mặt tâm lý, về mặt tinh thần nữa. Trong khi đó, chúng ta đều biết đây là trận đấu đầu tiên của Thái Hoàng Huy ở đấu trường quyền anh chuyên nghiệp. Liên tiếp khi không thể liên tục tấn công hay tạo ra những tình huống ra đòn đáng kể thì móc đến từ Chuchon Estrada. Hai đòn đánh mang nhiều tính biểu diễn của Chuchon Estrada khi mà võ sĩ này gần như không còn đó, thì tốc độ của Estrada vẫn giữ nguyên. Và như chúng ta có thể thấy thì Hoàng Huy đã lựa chọn nhận khá nhiều đòn đánh chính xác và khá nặng tới từ Estrada. Và vừa rồi là một tình huống kết thúc. Từ những giây đầu tiên của trận đấu rất nặng, chúng ta có thể thấy những pha ra đòn của Estrada không chỉ chính xác mà còn rất nặng nữa. Ở thời điểm mà Thái Hoàng Huy gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển và tránh né, liên tiếp là những cú đấm vòng và những pha body shot vào phần sườn của Thái Hoàng Huy. Đã hơn 30 giây trôi qua nhưng Hoàng Huy vẫn chưa có một cơ hội ra đòn nào khi Estrada liên tục bào mòn thể lực và sức chịu đựng của anh bằng những cú body shot. Và tôi tin rằng nếu tiếp tục với nhịp độ này thì Estrada hoàn toàn có thể có cú knockdown thứ hai. Thời gian còn lại của hiệp 4 là khá nhiều, hơn 2 phút. Liệu Hoàng Huy có thể tiếp tục đứng vững được hay không, khi trong thời điểm hiện tại anh đang phải đối mặt với quá nhiều khó khăn. Estrada không muốn trận đấu này kết thúc sau 4 hiệp đấu. Anh muốn sớm hạ nước vào đối phương. Nhịp đấm của Việt Nam gần như không thể có được sự chống đỡ nữa. Để đảm bảo sức khỏe, để đảm bảo cho tính mạng của Thái Hoàng Huy thì rõ ràng việc dừng trận đấu sớm là một... Cùng với đó là hành động rất fair play giữa hai võ sĩ. Kakaiba kung umilag itong ating kababayan, kung saan hirap nga itong Vietnamese boxer na tamaan itong matrix na galawan ni kabayan, at kung ating pagmasdan itong pinagbabawal na suntok ni kabayan, ay ginawa rin ito ni Manny Pacquiao sa laban nito kay Clotie. Walang nagawa itong Mautay champion sa Pinoy dahil ginawa lamang nitong punching bag ni kabayan itong nagbabalak na pasukin ang boxing. Paniguradong babalik na lang ito sa pagiging Mautay. Panalo si Kabayan bayan knockout sa loob ng round 4 dahil napugbogbear na kasi ang kanilang fighter at baka saan pa mapunta ang laban. So yan lang muna ang ating videos sa ngayon mga kabusing. Maraming salamat po.